Thiên nhân hợp nhất, bí quyết trường thọ của bộ tộc có nhiều phụ nữ đẹp nhất thế giới. Bách niên dai lão, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi, vân vân. Đó là những lời chúc tốt đẹp mà bạn bè, người thân hay dành cho nhau. Có thể nói, sống thọ và có một sức khỏe tốt là điều mà ai ai cũng ao ước. Trên thế giới có một bộ tộc được mệnh danh là một trong những bộ lạc sống thọ nhất thế giới. Tuổi thọ trung bình của họ có thể lên đến 120 tuổi. Đó chính là bộ tộc Hunza, hay còn gọi là Burusho. Một điều kỳ diệu nữa là nơi đây chưa có ai từng mắc các loại bệnh hiểm nghèo như ung thư hay tim mạch, vân vân. Và những người phụ nữ 60 tuổi vẫn có thể sinh con. Điều này đã gây tò mò với rất nhiều các nhà nghiên cứu. Họ nhanh chóng bắt tay vào tìm hiểu nguyên nhân do đâu mà người của bộ tộc này lại có sức khỏe tốt đến thế. Bộ tộc Hunza sống dọc theo thung lũng ở phía bắc Pakistan, giáp với biên giới Ấn Độ, gần nơi giao nhau giữa ba hệ thống núi hùng vĩ là Himalaya, Hindu Kush và Karakoram. Hiện tại, nguồn gốc của người Hunza vẫn còn là một ẩn đố đối với các nhà khoa học. Ngôn ngữ Burusaski của họ được phân loại là một ngôn ngữ biệt lập, dường như có sự pha trộn của tiếng Macedonia cổ và tiếng Hy Lạp thời kỳ đế chế Ba Tư. Những gì chúng ta biết được chỉ là người Hunza có nước da trắng sáng, trẻ trung và vẻ đẹp thuần khiết, thánh thiện. Người phụ nữ 40 tuổi ở Hunza vẫn giữ được ngoại hình trông như thiếu nữ 20. Những người ngoài 60 tuổi nhưng vóc dáng rất cân đối và vẫn có thể sinh con. Cũng vì vậy nên người Hunza được xếp vào hàng một trong các bộ tộc có nhiều phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới. Phần lớn người Hunza là nông dân, họ trồng các loại cây như lúa mì, khoai tây, lúa mạch, kê, kiều mạch và các loại trái cây trên các cửa ruộng bậc thang. Họ cũng chăn nuôi gia súc gia cầm như dê, cừu và gà. Vốn là hậu duệ của chiến binh, những điệu múa gươm truyền thống đặc sắc của họ vẫn còn được lưu giữ và truyền lại trong khắp bộ lạc. Hầu hết họ đều biết chữ và có bằng tốt nghiệp trung học. Người Hunza chia sẻ, họ có thể sống đến 120 tuổi, thậm chí là 150 tuổi. Nhiều người cho rằng điều này không đúng sự thật, hoặc cũng có thể do quan niệm khác biệt về thời gian của bộ tộc này. Trên thực tế, theo các báo cáo của địa phương, dân số ở đây đều có tuổi thọ trung bình khá cao, khỏe mạnh và hoàn toàn minh mẫn khi về già. Không chỉ có vị trí địa lý đầy hiểm trở, trước đây khu vực này còn là nơi tranh chấp lãnh thổ giữa Ấn Độ và Pakistan. Vậy nên bộ tộc này như một thế giới nhỏ, khép kín, đầy bí ẩn và bị lãng quên. Khi những nhà thám hiểm người Anh tiên phong đi khám phá những vùng đất mới, bộ tộc này nhờ vậy đã được phát hiện. Lối sống, sinh hoạt hàng ngày của người Hunza, ngay cả món đặc sản mơ khô của họ cũng trở nên nổi tiếng. Robert McHarrison, một bác sĩ quân y người Scotland, đã sống với bộ lạc Hunza một thời gian ở thế kỷ 20. Ông nhận định rằng, dù sống trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nhưng người dân của bộ lạc không hề bị bệnh. Ngay cả những bệnh thường gặp như sâu răng, khiếm thị cũng không. Có thể suy luận bí quyết sống thọ và khỏe mạnh của người Hunza chính là chế độ ăn uống lành mạnh, nguồn nước tinh khiết, thực phẩm sạch và không khí trong lành. Họ khỏe mạnh đến nỗi vào mùa đông khắc nghiệt, họ vẫn có thể tắm nước lạnh dưới tiết trời âm 15 độ C. Thậm chí những người 80 đến 100 tuổi vẫn có thể làm việc dưới thời tiết lạnh buốt. Người Hunza còn có một đặc điểm chung, đó là dường như lúc nào cũng rất lạc quan, vui vẻ, sẵn lòng giúp đỡ người khác. Họ có lối sống lành mạnh, đặc biệt là tín ngưỡng thần, Phật. Theo chân lý truyền thống của phương Đông, từ nghìn xưa cho rằng thiên nhân hợp nhất, tức là con người với trời đất hòa làm một, con người cần thuận theo tự nhiên. Đó là một trong những bí quyết trường thọ của bộ tộc. Bởi vì nơi đây thực sự rất yên bình, không bao giờ xuất hiện trộm cắp, gây rối, nên cả vùng thung lũng này không có lấy một cảnh sát, quân đội hay nhà tù. Nhiều người cho rằng đây là một miền đất đáng mơ ước, giữa xã hội phức tạp như hiện nay mà được sống ở một khu vực yên bình như thế. Bộ tộc người Hunza quả là quá may mắn, thật đáng ngưỡng mộ.